Xin chào các bạn quay trở lại với kênh của Rỗi 2P nha. Và nhắc tới trang bị thì chúng ta không thể nào bỏ qua đó là hai cái phụ kiện hay là trang sức được. Thực ra cái tên chính xác của nó là phụ kiện đấy, nhưng mà mình thì cũng hay gọi là trang sức lúc phụ kiện các bạn. Nói chung là làm sao quen mồm thì được. Thì đối với cái phụ kiện này, các bạn sẽ nên đúc những món nào cho nó hiệu quả cách để lấy được những cái mảnh bản vẽ trong game, và liệu chúng ta có nên đúc nhiều món trang sức hay không thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong video này nhé. Đầu tiên, nếu các bạn là người yêu quý tựa game Rock Kingdom thì đừng quên để lại một like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video hướng dẫn tiếp theo trên kênh của Rock 2P nha. Và nhắc đến phụ kiện thì chúng ta thường nhớ tới những cái món có thể nói là khó lên nhất game nha các bạn. Có lẽ chỉ thua so với vũ khí KVK và mũ KVK ở cái khoản là bản vẽ thôi. Chứ còn nhìn chung thì tất cả những cái phụ kiện trong game nó đều khó lên hết nha mọi người. Thì trong game Rock Kingdom ấy, các bạn sẽ có 3 cái loại phụ kiện, đó là phụ kiện màu lam này, phụ kiện màu tím và phụ kiện cam, với cái mức độ ngon thì tăng dần đều. Thì đầu tiên ở 3 cái phụ kiện lam thì chúng ta sẽ có đó là vòng cổ xương người của Loha, vật tổ man rợ và cái kêu gọi sự trung thành. Thì cái vòng cổ xương người này các bạn sẽ được tăng cái kinh nghiệm chỉ huy nhận được lên 10%, và các bạn có thể lấy được cái bản vẽ của cái vật phẩm này thông qua cái sự kiện Loha. Tuy nhiên thì cái việc mà tăng kinh nghiệm nhận được thì đây là một món trang sức có lẽ chỉ thích hợp cho những bạn mới chơi mà các bạn muốn tăng cái lượng kinh nghiệm nhận được để có nhiều tướng đạt cấp 60 hơn. Nhưng mà thực tế thì cũng ít người sử dụng cái món trang sức này để up level cho tướng lắm. Món thứ hai đó chính là vật tổ man rợ. Cái món trang sức này giúp các bạn tăng sát thương lên quân man rợ 10%. Nó sẽ ngon hơn cái món phòng cổ kia khá là nhiều, khi mà sẽ giúp các bạn đánh man rợ ở trong map KVK ấy, nó dễ dàng hơn. Và các bạn có thể lấy được mảnh bản vẽ của cái trang sức này thông qua cái sự kiện nghi lễ Karuak nha. Tuần này thì các bạn sẽ có sự kiện nghi lễ Karuak này, các bạn nhớ tham gia, có tỷ lệ nhận được. Và một cái điều đặc biệt của hai món trang sức này ấy, đó là các bạn sẽ cần cái vật liệu, đó là cái xương động vật nha. Thì chính vì cần cái xương động vật này nên thực ra hai cái món phụ kiện này mình sẽ không khuyến khích anh em lên cho lắm. Có lẽ các bạn chỉ cần duy nhất một cái để cho con recharge để các bạn kéo man, map KVK cho dễ thôi. Xương động vật này thì các bạn nên sử dụng để đúc cái set tím farm nha. Với cái set tím farm các bạn sẽ cần rất là nhiều xương động vật tím, và cái set này giúp các bạn farm nhanh hơn, đặc biệt là farm game. Đó nên là hai cái phụ kiện lam này thì mình không khuyến khích anh em đúc lắm. Cái phụ kiện lam thứ ba đó là cái kêu gọi của sự trung thành. Thì các bạn có thể lấy được cái mảnh bản vẽ của cái phụ kiện này thông qua cái shop trong hẻm núi đã mất. Thì cứ mỗi mùa KVK các bạn có thể mua được một cái mảnh bản vẽ nha. Đó, các bạn vào chiến dịch này, hẻm núi đã mất, sau đó ấn vào cửa hàng. Thì ở đây các bạn sẽ có cái mảnh bản vẽ của cái kêu gọi sự trung thành. Mình khuyên là các bạn nên mua cái mảnh bản vẽ của cái phụ kiện này nha. Nó sẽ tiêu tốn của bạn 24.000 xu của cái hẻm núi đã mất, nó khá là rẻ nha. Bù lại thì các bạn sẽ có một món trang sức tăng cái tốc độ diễu hành lên 15%. Đây là một món phụ kiện khá là ngon và thích hợp cho những người chơi mà thích đi móc mỏ này. Các bạn có thể đúc cái kêu gọi sự trung thành này cho tướng farm cũng được, hoặc như mình đang đúc cho Richard để di chuyển kéo man rợ cho nhanh. Và một cái điều đặc biệt của kêu gọi sự trung thành ấy, đó là các bạn không cần tốn xương động vật. Các bạn sẽ tốn những cái vật liệu bình thường như thế này thôi, và các bạn cứ đúc lên khi mà các bạn chưa có nhu cầu xài nguyên liệu nhiều. Sau này khi mà các bạn bắt đầu có nhiều cái trang sức cần đúc ấy, thì các bạn có thể tháo dỡ những cái kêu gọi sự trung thành này ra. Đó, nó sẽ tiết kiệm khá là ok nha. Rồi, đi qua đến những món trang sức tím thì chúng ta sẽ có món trang sức đầu tiên, đó là mặt dây chuyền của ba. Thực ra cái trang sức này thì đến bây giờ mình vẫn chưa thấy ai có các bạn. Không biết là có bạn nào có thể bình luận phía bên dưới nhá. Mình thì mình còn chưa biết là lấy cái này ở đâu luôn đấy. Các bạn sẽ nhận được đó là 5 tài nguyên từ việc thu thập thêm. Chắc chắn nếu mà có món này mình sẽ rèn anh em, chắc chắn mà có cái mảnh bản vẽ này mình sẽ rèn. Tuy nhiên ở đây thì nó ghi là lấy từ cái vương quốc đã mất, mà mình nói thật là cũng chưa thấy là lấy được kiểu gì luôn đấy. Nên là cái này mình bó tay. Này rất thích hợp cho những game thủ. Phụ kiện tiếp theo là cái phán xử im lặng, nó sẽ giúp cho cái đội quân của các bạn ấy có cái khả năng tấn công bình thường và làm giảm nộ của mục tiêu đi 10 điểm nha. Cái mảnh bản vẽ của cái phán xử im lặng này khá là khó lấy. Các bạn có thể lấy thông qua cái việc đó là đánh con thiết thủ bao lu, cũng như là đánh cái tên bùn xỉn khao lác, hai tên khá là buồn cười. Thì cả hai cái con này các bạn đều có thể đánh được ở cái trại man rợ trong game nha. Các bạn có thể tìm trại man rợ bằng cách là thu nhỏ cái bản đồ lại, sau đó các bạn tích vào cái ô thành trì man rợ. Thì những cái trại man rợ có nghĩa là những cái công trình nhìn nó như thế này này anh em. Đó, nó nhìn như thế này này.
Thì ở trong này chắc chắn là sẽ có một con thiết thủ và có tỷ lệ ra con tên bủn xỉn nha. Ở đây thì đang có một cái mảnh bản vẽ phán xử im lặng này. Thì mình chờ lính của mình farm xong rồi mình sẽ đi nhặt cái cục này nhá. Cái này khá là ngon, anh em cố gắng farm chạy man rợ nhiều, vừa được game và vừa được mảnh bản vẽ. Đây là cái món trang sức tím, mình khuyến khích là anh em nên đúc thay vì cái món trang sức tím tiếp theo. Cái món trang sức tím tiếp theo ấy, đó là cái bùa hộ mệnh của Delan. Các bạn sẽ có thiệt hại phản công giảm đi 5%, có nghĩa là khi các bạn tấn công đối phương ấy, đối phương phản đam lại các bạn, đam trắng sẽ bị thấp đi thêm 5% nữa. Cái trang sức này các bạn sẽ lấy được thông qua cái việc đánh pháo đài man rợ. Nhưng pháo đài man rợ ở đây nó lại không phải là cái pháo đài man rợ mà các bạn hay đánh, nó là cái pháo đài mà có cái con huyết quyền ba ga ấy. Pháo đài này thì 3 ngày các bạn có thể đánh một lần, sẽ nhận được quà rất là ngon. Ngoài ra thì các bạn có thể đánh kể cả khi nó đang trong thời gian hồi cũng được, nhưng mà các bạn sẽ không nhận được cái quà đánh boss nữa, mà các bạn sẽ chỉ nhận được đó là cái mảnh bản vẽ thôi. Đây tiếp tục là trại thiết thủ này. Ui, nhiều cái mảnh bản vẽ thiết kế vãi, tí nữa mình sẽ nhặt nhá. Và đây khi mình quay về map thường thì mới có cái pháo đài man rợ này các bạn, có vẻ là map 8 phe không có cái pháo đài này. Thì đây chính là hình ảnh của cái pháo đài man rợ nha, đánh khá là khó. Nếu các bạn mới chơi thì các bạn nên kêu đông anh em một chút để đánh cái pháo đài này. 3 ngày đánh một lần khá là ngon, còn nếu mà các bạn cần cái mảnh bản vẽ Delan ấy thì các bạn có thể là đánh thường xuyên hơn. Nói chung là chấp nhận là không có quà từ boss nhưng mà vẫn có tỷ lệ rơi ra cái mảnh bản vẽ bùa Delan. Trang sức tím tiếp theo chúng ta tiếp tục có một trang sức farm nữa, nhưng mà cái trang sức này thì các bạn lại có thể lấy được nhá. Cái này các bạn có thể lấy được thông qua một số cái sự kiện cũng như là lấy qua cái hẻm núi đã mất, giống như là cái kêu gọi cực sự trung thành ấy. Nhưng mà mình thấy là cái vật phẩm này nó khá là đắt, có lẽ các bạn cũng không cần phải mua vật phẩm này làm gì. Nó chỉ giúp các bạn tăng thêm cái tốc độ thu gom mà thôi. Mà thực ra thì tốc độ thu gom lên 10% anh em cũng không để làm gì hết ấy. Mà nó rất là đắt anh em, nó đúc mất cái xương động vật rất là đắt. Và như mình đã nói rồi, nếu mà có nhiều xương động vật như vậy thì chúng ta nên đúc cái set tím pha, nó sẽ có lợi hơn. Tiếp theo chúng ta có nhẫn màu đỏ thẫm, tiếp tục là món phụ kiện cộng cái kinh nghiệm chỉ huy nhận được. Và các bạn lấy được thông qua cái sự kiện vương quốc đã mất. Và tương tự như cái vật phẩm mặt dây chuyền của ba này, có nghĩa là mình sẽ không biết lấy cái này kiểu gì luôn. Đấy, mình không biết là cái này lấy kiểu gì luôn. Game đã thêm vào khá là lâu nhưng mà mình chưa sở hữu một mảnh bản vẽ nào. Tiếp theo chúng ta có cái sẹo gió, tăng tốc độ hành quân 8%, tuy nhiên là chỉ dành riêng cho bộ binh mà thôi. Thì đây là cũng một cái phụ kiện rất là ngon dành những người chơi chuyên bộ chắc chắn rồi. Và các bạn có thể lấy được cái vật phẩm này thông qua sự kiện. Thì cái sự kiện này nó là sự kiện nào? Nó chính là cái sự kiện đập búa nha mọi người. Đó, đối với sự kiện đập búa thì các bạn sẽ lấy được một là cái sẹo gió, và thứ hai đó là cái trang sức mưu kế cổ xưa. Và rõ ràng giữa sẹo gió và mưu kế cổ xưa, mình sẽ khuyến khích các bạn là nên lấy cái mưu kế cổ xưa nha. Cái trang sức mưu kế cổ xưa này thì các bạn sẽ được cộng là năng lực đội quân thêm 3%, và các bạn chỉ có thể lấy được thông qua cái đập búa mà thôi. Các bạn nên lấy cái này. Tại vì sao các bạn lấy mưu kế cổ xưa? Các bạn đánh đồng, nhất là nhiều lính thì đam to hơn, trâu hơn, lâu chết hơn. Thứ hai là đánh hoàng hôn hẻm núi rất là tốt. Các bạn mặc cái mưu kế cổ xưa này ấy thì các bạn sẽ bao hoàng hôn hẻm núi nó to lên thì các bạn có thể là thủ nó tốt hơn. Như vậy là chúng ta vừa đi qua những cái trang sức lam và trang sức tím ở trong game. Thì tổng kết lại, lam tốt nhất các bạn nên đúc sự kêu gọi của trung thành. Tím tốt nhất các bạn nên đúc phán xử im lặng và cái mưu kế cổ xưa. Thì ở đây thì mưu kế cổ xưa các bạn phải tốn khá là nhiều game đấy. Thực ra cái sự kiện đập búa các bạn có thể chơi chùa được nhưng mà rất là lâu. Đó, còn phán xử im lặng thì các bạn có thể farm được. Nói chung là tất cả đều tốn thời gian đấy anh em. Ngoài ra còn một cách nữa để các bạn có thể lấy được những cái phụ kiện là cái phán xử im lặng, cái bùa hộ mệnh cũng như là cái mưu kế cổ xưa này bằng cách là tham gia những cái sự kiện 30.000 game. Thì trong những sự kiện này ấy, các bạn có thể là mất một số lượng game, tối đa chỉ là 4.000 game thôi, để các bạn lấy được mảnh bản vẽ của ba cái trang sức này. Và đương nhiên trang sức tím ấy nó đã bắt đầu tốn rất là nhiều nguyên liệu nha anh em, nên anh em cố gắng là lựa chọn cái trang sức nó phù hợp. Còn giả sử các bạn chưa có cái trang sức phù hợp ấy thì các bạn có gì xài nấy thôi, bởi vì dù sao thì cái trang sức tím ấy các bạn gỡ ra nó không mất gì cả. Và cuối cùng chúng ta sẽ tới là những cái món trang sức cam hiện đang có ở trong game. Thì những món trang sức cam này nó đã khá là cũ rồi nha các bạn. Gần đây chúng ta không có được thêm một cái món trang sức cam mới nào. Đầu tiên mình sẽ đi từ những món trang sức cam mà chúng ta có thể dùng được ở map KVK2 cũng như là map KVK3 nha mọi người. Đầu tiên chúng ta sẽ có đó là cái vật phẩm với cái tên là Pedal of Eternal Night. Đây là cái vật phẩm mà không được dịch ra tiếng Việt và mãi không được dịch ra tiếng Việt luôn. Thì vật phẩm này các bạn có thể lấy qua cái pháo đài man rợ khi các bạn đánh cái tên bịp The Haruk này. Đó, nếu các bạn nghe tên The Haruk này quen ấy, nó chính là cái sự kiện mà hộp giải đố của The Haruk mà mình mới chơi gần đây ấy, cái sự kiện đấy khá là chua. Thì cái pháo đài man rợ này nãy mình vừa cho các bạn xem rồi, các bạn khi đánh con boss ấy sẽ có tỷ lệ ra thêm một con boss phụ là con này nhá. Khá
khá là khó. Các bạn chỉ có thể lấy được cái pedal này thông qua cái sự kiện đó mà thôi. Cái vật phẩm này sẽ tăng cái thiệt hại kỹ năng lên 5%, rất là thích hợp giữa vị tướng xài kỹ năng nhiều. Ví dụ như là Z song Z ở K2, K3 này, ví dụ như là Edward này, Tommy Reed này, hoặc những mắt trinh phạt thì quan vũ hạng vũ rất là tốt. Cái vật phẩm thứ hai mà chúng ta có thể sử dụng được ở map KVK2, KVK3 đó chính là dao găm ẩn nhá. Các bạn có thể lấy dao găm ẩn thông qua ở hai cách. Thứ nhất là các bạn có thể chơi cái sự kiện cửa hàng quý ở bộ trinh phạt, tức là các bạn sẽ mua ở trong cái shop trinh phạt nhá, mình hay gọi là shop KVK đấy. Đây, các bạn sẽ mua cái mảnh bản vẽ ở trong này, tốn tổng cộng 180.000 xu quý các bạn sẽ có được cái dao găm ẩn. Cách thứ hai mà các bạn có thể lấy mảnh bản vẽ của dao găm ẩn đó là thông qua chơi sự kiện, và nó là sự kiện đập trứng nha mọi người. Đó, các bạn có thể chơi đập trứng để lấy mảnh bản vẽ của dao găm ẩn. Thì cái trang sức này sẽ cho các bạn 30% cơ hội giảm 5% sức khỏe của mục tiêu, cộng dồn tối đa 3 lần và kéo dài 3 giây. Tỷ lệ 30% khá là cao và các bạn còn được giảm chỉ số máu của đối phương nữa. Thì cái dao găm ẩn này kết hợp với lại cái pedal này là hai vật phẩm tốt nhất mà các bạn nên sử dụng ở map K2, K3 rồi. Và trong đội hình các bạn cũng nên có tối thiểu là một cái dao găm ẩn, để khi mà các bạn swarm ấy, các bạn sẽ có tỷ lệ cắt máu đối phương nó tốt hơn. Cái phụ kiện thứ ba mà các bạn có thể sử dụng được trước map trinh phạt đó là cái chống trận Karuak. Các bạn sẽ có 10% tăng 50 nộ cho đội quân của chỉ huy này dẫn đầu và tối đa 2 đồng minh xung quanh. Có nghĩa là các bạn sẽ búp nộ cho 3 đội quân nha. Và hiệu này có thể kích hoạt mỗi 3 giây một lần. Đó, và các bạn chỉ tăng 50 nộ mà thôi. Thì cái vật phẩm này các bạn có thể lấy được thông qua cái sự kiện đập trứng giống như cái dao găm ẩn nha mọi người. Thì cái chống trận này mình thấy là không thật sự là ngon lắm. Một số người thì có thể là dư giả về tài nguyên, các bạn có thể đúc để lên cái chống trận này cho những con tướng búp, ví dụ như Chazan hoặc thậm chí là bất kỳ ai mặc cũng được. Nó giống như là một cái tù và mini vậy. Nhưng mà ở đây hai đồng minh các bạn lưu ý cho mình, đó là búp ngẫu nhiên chứ không phải là cứ búp hai đội quân của các bạn nha. Cái món trang sức thứ tư mà các bạn có thể dùng được ở trước map KVK trinh phạt đó là cái vinh quang vĩ đại nhất. Các bạn có thể lấy được cái mảnh bản vẽ của cái vật phẩm này thông qua một là mua ở trong cửa hàng quý của map trinh phạt, hai là các bạn có thể chơi sự kiện đập trứng. Thì cái trang sức này sẽ tăng cái thiệt hại tấn công bình thường lên 5%. Thực ra thì cái trang sức này ấy, các bạn dùng cho con nào nó cũng được hết nha, bởi vì gần như con tướng nào cũng đánh thường. Và game này thì đánh thường nó phụ thuộc vào chỉ số của trang bị cũng như là loại quân hơn là cái con tướng đó. Tức là tất cả những con tướng thì các bạn cầm cái này đều được. Có chăng thì sẽ có một vài vị tướng có thể phát huy tác dụng tốt hơn, đặc biệt là Attila Takeda khi mà cặp tướng này sử dụng rất là nhiều đam đánh thường. Hoặc chúng ta có như là Alex CM ở cụm KVK2, KVK3 cũng đánh thường rất là nhiều, thì có thể sử dụng cái vinh quang vĩ đại nhất. Và lưu ý, tăng thiệt hại tấn công bình thường nó chỉ là tăng sát thương đánh thường chứ nó không bao gồm tăng sát thương phản công, nên là những cái con tướng ấy mà có khả năng phản công cao sử dụng cái vật phẩm này nó lại không mắc binh nha anh em. Cái món phụ kiện cuối cùng mà các bạn có thể dùng được ở trước map trinh phạt đó là cái tiếng gọi của Set. Thì cái phụ kiện này có thể nói là một cái phụ kiện bị ghẻ lạnh luôn đấy, mình thấy gần như không ai dùng cái này cả. Khi mà các bạn sẽ có 10% là tăng cho toàn bộ quân của chỉ huy này và hai đồng minh, nó khá là giống với chống trận, thêm 10% tấn công trong 3 giây. Tức là các bạn sẽ được tăng 10% công đó, một chỉ số không thật sự là ngon lắm và tỷ lệ rất là thấp, tỷ lệ nó chỉ có 10% mà thôi. Thì các bạn cũng có thể lấy được mảnh bản vẽ của cái trang sức này thông qua cái sự kiện đập trứng nha. Rồi, và bước qua mùa trinh phạt thì chúng ta sẽ có thêm rất là nhiều cái trang sức mới. Đầu tiên đó là cái vòng quay tử thần. Tất cả những mảnh bản vẽ của cái trang sức ở map trinh phạt đấy các bạn đều mua qua cái cửa hàng trinh phạt mà mình vừa cho các bạn xem nha. Đây, cửa hàng trinh phạt này. Đó, đầu tiên đó là cái vòng quay tử thần đi. Thực ra nó phải gọi là nhẫn tử thần mới đúng. Đó, nhưng mà nó lại dịch cái vòng quay tử thần. Các bạn sẽ có 10% cơ hội tăng 50% sát thương lên trong 2 giây và có thể kích hoạt được một lần trong 5 giây. Tuy nhiên ở đây nó tăng sát thương 50%, nhưng mà thực tế khi mà chúng ta chơi chúng ta cảm giác nó sẽ không được như 50% đâu. Nó sẽ rơi vào tầm khoảng 20-30% thôi. Các bạn cảm nhận rất là rõ, đặc biệt là qua đam trắng. Ví dụ các bạn đang đánh khoảng 8.000 máu đi, tự nhiên nó lên khoảng 10-11.000. Đó là cái vòng quay tử thần này rất kích hoạt. Tỷ lệ rất là thấp nhưng mà rất là ngon. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà các bạn đánh ấy, những con tướng đánh lan, ví dụ nó là kích hoạt với cái turn nó ra skill, thì thật sự nó sẽ gom với các bạn rất là nhiều kill. Đây là một món trang sức mà mình khuyến khích là tất cả người chơi các bạn đều có thể lên được nha, kể các bạn là bot hay là người chơi cày chay. Món phụ kiện thứ hai ở map trinh phạt đó là cái chiếc sừng thịnh nộ. Các bạn sẽ có 30% nhận thêm 50 nộ
nó khá là giống so với cái chống trận, tuy nhiên nó chỉ búp cho một mình bản thân các bạn mà thôi. Và đổi lại các bạn sẽ có tỷ lệ nhận được rất là cao, 30%. Gần như các bạn đánh trong một cái chu kỳ ra skill ấy thì cái hiệu ứng này nó phải kích hoạt được khoảng 2 lần. Kích hoạt 2 lần đồng nghĩa với việc các bạn có thể ra skill sớm hơn một turn rồi. Đây tiếp tục là một vật phẩm rất là mạnh và phù hợp cho tất cả mọi trường hợp, từ dép, rally, đánh đầu. Đó, đây là một vật phẩm mà các bạn cũng nên lên nha. Món trang sức thứ ba chúng ta có đó là đồng tiền may mắn của Escola. Cái đồng tiền này sẽ cho các bạn cái cơ hội là 10% nhận được một lớp lá chắn, hệ số là 500 khi tấn công, và lá chắn kéo dài trong 2 giây, có thể kích hoạt mỗi 5 giây một lần. Khi tấn công có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi các bạn đánh thường đối phương ấy thì các bạn mới kích được cái lá chắn này. Giả sử trong trường hợp mà các bạn quay lưng, các bạn bỏ chạy đó và đối phương tấn công các bạn thì cái phụ kiện này nó sẽ không kích hoạt nhá. Đây là một cái phụ kiện đã từng được dùng ở map K2, K3 nhưng mà hiện tại thì chỉ được dùng ở map chinh phạt mà thôi. Và chắc chắn nó thích hợp nhất vẫn là cho quan vũ. Khi mà quan vũ nhận khiên, các bạn sẽ có khả năng đó là tăng sát thương kỹ năng gây ra trong một khoảng thời gian ngắn. Đây là một vật phẩm có lẽ là khá là kén tướng, chỉ sử dụng cho quan vũ mà thôi. Ngoài ra thì trong những cái cặp key dép ấy mà đánh lâu thì cái vật phẩm này cũng có thể phát huy tác dụng tương đối là tốt, giúp cho cái đội quân nó trâu bò hơn. Tiếp theo chúng ta có lưới Mora. Cái trang sức này sẽ cho các bạn khả năng 30% giảm phòng thủ của mục tiêu và 8% tốc độ hành quân của đơn vị kỵ binh cộng dồn tối đa 3 lần. Có nghĩa là khi mà các bạn max stack ấy, các bạn sẽ giảm của mục tiêu đi 12% khả năng phòng thủ, cũng như là giảm đi 24% tốc độ chạy của chỉ riêng đơn vị kỵ binh mà thôi. Thì cái búp thứ hai ấy, giảm tốc độ chạy kỵ binh, nó sẽ không có tác dụng nhiều lắm, bởi vì không phải lúc nào các bạn cũng đánh vào đạo kỵ. Và nhất là những bạn mà xài bộ ấy, cũng như xài cung thì cái tốc độ chạy các bạn thường khá là chậm. Thì các bạn có thể lên cái này thì nó cũng giúp các bạn giảm tốc độ chạy của kỵ binh để các bạn bắt được ấy. Nhưng mà thực ra khi mà các bạn đã chạy chậm sẵn rồi, rất khó để các bạn có thể bắt kịp được những đạo quân này để mà tấn công thường. Cái này thì nó khá là giống so với cái dao găm ẩn khi mà đều có tỷ lệ 30%. Nhưng mà thực tế thì lưới Mora ấy, ngay từ hồi đầu thì mình đã nghĩ đây là một vật phẩm rất là tốt rồi. Và hiện tại cũng được nhiều người chơi công nhận nha. Các bạn nên có tương tự như là cái dao găm ẩn, một cái lưới Mora ở trong đội hình sẽ giúp các bạn có thể cắt máu mục tiêu tốt hơn. Vừa giảm phòng thủ tới từ lưới Mora, vừa giảm máu tới từ dao găm ẩn, chắc chắn nó sẽ là một combo rất là thú vị. Tuy nhiên thì cái vật phẩm này nó khá là đắt, nên là có thể các bạn sẽ cân nhắc sau những cái trang sức ngon hơn, ví dụ như cái tù và cái vòng quay tử thần nhá. Và cái trang sức cam cuối cùng trong video ngày hôm nay đó chính là cái báo thù. Các bạn sẽ tăng thiệt hại phản công lên 8%. Thiệt hại phản công có nghĩa là khi mà đối phương tấn công các bạn ấy thì các bạn sẽ phản lại một lượng sát thương trắng nhất định, và cái lượng sát thương đầu ra đó nó sẽ tăng thêm 8%. Cực kỳ ngon khi kết hợp với những vị tướng phụ thuộc vào sát thương phản công, ví dụ như là CM Bakkan hoặc là Attila Takeda thì cái báo thù này rất là ngon. Còn lại thì trong một số trường hợp khác thì cái báo thù này không thật sự tốt. Đơn giản cái báo thù này nếu các bạn muốn phát huy tối đa sức mạnh ấy, các bạn cần phải bị đối phương swarm. Đối phương swarm càng nhiều thì cái báo thù nó càng giúp các bạn có được cái lợi thế nhất định nha. Nhưng mà những cái vị tướng mà yếu ấy, thì các bạn bị swarm là các bạn vốn đã lỗ rồi. Nên thực ra cái phụ kiện này nó chỉ thích hợp nhất cho Bakkan Haran hoặc là Attila Takeda, hoặc cũng có thể là CM Haran nữa. Tuy nhiên thì CM Haran mình đánh rồi mình cảm giác khá là yếu. Rồi, và tổng kết lại về video ngày hôm nay của chúng ta thì các bạn nên đúc những món trang sức nào? Đầu tiên đó là ở trang sức lam, chắc chắn các bạn nên đúc cái sự kêu gọi của sự trung thành này. Mỗi mùa KVK các bạn hãy nhớ mua cho mình một cái mảnh bản vẽ của cái phụ kiện này nhá. Tiếp theo ở món phụ kiện tím, các bạn sẽ muốn chơi cái sự kiện đập búa cũng như là cái sự kiện 30.000 game để lấy càng nhiều cái bản vẽ mưu kế cổ xưa càng tốt nha. Các bạn lấy nhiều đi, sau đó các bạn đúc lên Talon, nó sẽ giúp các bạn mang nhiều lính hơn, cảm giác đánh nhau rất là sướng. Còn đối với hai cái vật phẩm các bạn có thể farm được là phán xử im lặng và đê lan thì các bạn có thể là tập trung cho phán xử im lặng hơn. Còn cái đê lan này thì các bạn không cần farm cũng được, tác dụng của nó không thật sự nhiều. Tuy nhiên thì khi các bạn chưa có nhiều trang sức ấy, các bạn có thể đúc nó để xài tạm cũng được. Khi các bạn bước qua map K2, tức là hết K1 rồi thì các bạn sẽ có 5 món phụ kiện cam. Thì cái sự lựa chọn mình nghĩ là chắc chắn các bạn có thể đúc được đó sẽ là dao găm ẩn nha. Còn lại những cái lựa chọn khác, ví dụ như là cái vinh quang vĩ đại nhất, cái pedan, cái chống trận và cái tiếng gọi sét này thì phải tùy vào cái cá nhân của mỗi bạn. Có chăng thì mình nghĩ là các bạn nên đúc cái pedan này, bởi vì ở giai đoạn K2, K3 các bạn thường có con di song di mắc, thì đây là một vật phẩm kết hợp với di rất là tốt. Qua chinh phạt thì những con tướng như là hạng vũ này, Nevsky này, Nebu này cũng đều có thể sử dụng cái này được nha anh em. Và khi các bạn bước qua map chinh phạt thì lời khuyên của mình đó là các bạn hãy tập trung vào cái chiếc sừng thịnh nộ cũng như là cái phòng quay tử thần. Nếu mà nói đúc càng nhiều càng tốt thì cũng không đúng, nhưng mà hãy cố gắng để đúc cho những cái cặp tướng đam chính của các bạn ấy ít nhất là một chiếc sừng và một cái nhẫn, nó giúp các bạn đánh open field tốt hơn.
Đó, nếu các bạn là những người đam mê Pakkan Haran, đam mê Attila Takeda thì cũng không thể bỏ qua cái trang sức báo thù này được. Và video của mình đến đây cũng là kết thúc rồi. Các bạn có cảm nghĩ như thế nào về những món trang sức xuất hiện trong video ngày hôm nay? Cũng như theo các bạn, đâu là những món trang sức thích hợp nhất đối với meta hiện tại thì đừng quên để lại ý kiến ở dưới phần bình luận nhá. Và đừng quên để lại một like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ video hướng dẫn tiếp theo. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video sau. Bye bye!